vậy? Thì đó là cũng do cái hoàn cảnh, là vì chú không kể hết được với người vợ lớn của chú, mà chú giải phóng cho cô ta để mà hai người được tự do. Có nghĩa là hồi trước là chú rất là giàu, rất là có tiền. Chú rất là giàu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một chú cũng rất là phong độ đẹp trai đến từ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, và yêu cầu chú đưa ra cũng khá là dễ và khá là đơn giản. Thì liệu ngày hôm nay chú có tìm được hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào chú nhé. Chú chào các con. Chú giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu. Chú tên là Nguyễn Huy Sáng, sinh 1959. Chú đang sinh sống tại Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Chú chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình thế nào. Thì trước kia là chú cũng có gia đình. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mà vợ chồng chú không đồng tiếng nói chung, rồi hai người chia tay ra. Đó giờ chú bà để lại cho chú hai đứa con chú lo. Rồi. Đến giờ phút này thì lớn tuổi rồi, thấy cũng trống vắng, chú muốn tìm một người bạn đời để cùng nhau nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Gà trống nuôi con luôn hả chú? Chú gà trống nuôi con. Thế chú chia tay lâu chưa? chú với bà là không đồng quan điểm với nhau là cũng mấy chục năm rồi, Trời. từ năm 96 tới giờ, và cũng mới ly dị nhau, chấm dứt nhau là chia tay nhau thẳng luôn á, là bắt đầu có hôm Covid 2019 chú làm giấy ly dị. Nhà chú ở đâu? Chú ngày xưa đó là chú có nhà Hóc Môn. Nhưng mà sao mà chia tay mà vợ không có nuôi con hả? Dạ thì lúc đó con nó cũng lớn rồi, rồi chia tay và bán nhà ra chia đồng cho các con, rồi chú ra nhà trọ chú sống. Vậy là cũng là khá là gọi là cô chú sống với nhau cũng lâu rồi, mà sao mà mình phải đến cái quyết định mà chia tay vậy chú? Vì chú với cô ta là không đồng quan điểm trong cái cuộc sống, cho nên mới giải phóng cho nhau. Ý là cũng mấy chục năm mà mình sống với nhau rồi mà, ý là nó không thể nào mà sự tiếp tục sống được đó. Thì trong cái cuộc sống không thể nói được đâu, mình cũng giải phóng cho cô ta để cô ta đi có số tiền đó, cô ta ra đi rồi. Nhưng mà chia tay mà chú còn cho vợ một số tiền nữa. Đâu có, bán nhà ra chia chứ, chia đồng cho cô ta với mấy đứa con. Bán nhà có nhiều tiền không chú? Bạn lúc đó được có mỗi người cầm được có 120 triệu thôi. Trời ơi. Rồi thế thì hôm nay chú lên đây chú nhờ anh em kết nối tìm một nửa yêu thương của mình. Trước hết chú chia sẻ chút xíu về bản thân mình ha, tính cách của mình thế nào, ưu nhược điểm của mình ra sao. Thì tính cách của chú thì chú trong cuộc sống này chú chịu làm ăn buôn bán. Chú sống nghề này gần 40 năm nay rồi. Hiện giờ chú đang làm nghề gì? Chú sống nghề buôn bán con. À, buôn bán ha. Dạ. Dạ. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm nay rồi. Từ lúc mà chia tay bà xã tới giờ chú có mối quan hệ nào mới chưa? Có quen rồi mà thấy không có đồng quan điểm. Cho nên không đến với nhau được. Sao không đồng quan điểm là sao? Là nó vướng mắc ở chỗ nào? Là chú có linh kinh của Thành Nguyên, kết nối thành công, thành công luôn rồi, thành công luôn rồi. Nhưng mà bây giờ nói ra ai cũng nói tốt với nhau thì nó cũng khó lắm. Nói đúng ra là không đồng quan điểm với nhau trong cuộc sống. Là chú cũng có lên kênh khác rồi, chú đã và linh cũng kinh có kết rồi, nối và có kết cũng nối đám thành cưới công luôn rồi rồi. với cô Hồ Bạch Tuyết, cô Ồ. chấm chú Ồ. xong rồi. Nhưng mà cái cuộc sống hai người đến với nhau không đồng quan điểm. Vậy là về sống với nhau được bao nhiêu lâu thì chia tay chú? Sống với nhau cũng được, chú thì chú ở dưới đây chứ chú không ở nhà cô ta.
chú cũng đến chừng 5-7 tháng, gần 1 năm trời. Ồ, chia tay. Vậy sao trước khi mình đến mình không tìm hiểu cho kỹ đi, cho chắc đi rồi mình cưới? Có tìm hiểu chứ. Nhưng mà lúc đầu thì tìm hiểu thì thấy nó cũng tốt đẹp á, nhưng mà đến với nhau thấy nó không có hợp nữa. Giữa giai cấp, người ta quá giàu còn chú thì quá nghèo. Chảy hả? Nhưng mà cái giàu nghèo thì nó chỉ một phần ở đó thôi chứ còn đâu mà tình cảm nó là trên hết chứ. Đúng. Cái nghèo không phải là cái tội, nhưng mà nó là cái bệnh của thế kỷ. Nghĩa là phụ nữ bây giờ đã thấy cái bệnh, cái nghèo á, người ta giống như cái bệnh truyền nhiễm á, người ta rất là sợ. Cho nên chú thấy bây giờ bản thân chú rất là nghèo. Nhưng mà chú nói vậy cũng chưa có đúng lắm. Nếu mà cô nó sợ thì tại sao cô lại quyết định là cưới chú về? Nghĩa là chú cũng nghĩ là chú nghèo, chú đến với người ta, chú sẽ hy sinh hết cuộc đời này sống với người ta. Thì sau này có gì người ta lo cho mình. Nhưng mà khi mà đến rồi đó, mình thấy có những cái nó không hợp, cho nên chú đành phải rút lui. Vậy là sống được bao nhiêu lâu rồi chia tay chú? Chú thì nó đúng giờ cũng tháng 9 tới tháng 5 là chú dứt khoát luôn. Ừ, có được mấy tháng ha. Dạ. Thế ngoài cái mối tình nó ra, chú còn mối tình nào khác không? Chú không. Vậy sống vậy tới giờ luôn. Sống bây giờ. Chú chưa có chia sẻ về bản thân của chú. Con hỏi chú là chia sẻ chút xíu về cái ưu nhược điểm của mình để cho các cô nghe, các cô biết. Chú thì rất là hiền, sống rất thật, chịu làm ăn. Chú thích làm ăn, chịu khó, buôn bán và sống. Còn cái điểm yếu của mình là điểm gì? Điểm yếu của chú hay mặc cảm. Sao vậy? Là vì mình thấy mình nghèo, mình thua xúc người ta. Thì thật là chú rất là mặc cảm. Là vì hồi đó chú cũng khá giả lắm. Bây giờ là chú rất ngựa rồi. Sao vậy? Thì đó là cũng do cái hoàn cảnh. Là vì chú không kể hết được với người vợ lớn của chú, mà chú giải phóng cho cô ta để mà hai người được tự do. Có nghĩa là hồi trước là chú rất là giàu, rất là có tiền. Chú rất là giàu. Mà những cái tiền đó giờ đi đâu hết rồi? Thì cái đó là chú không nói trước được, là vì bây giờ nói ra thì nó cũng kỳ. Thì vợ chồng nó không đồng quan điểm nữa thì thôi, thì chú cũng chia tay. Và chú là liên quan tới người vợ lớn. Người vợ lớn đẩy chú ra ngoài nhà trọ chú ở đó đến giờ phút này. Hiện giờ chú đang ở đâu? Chú đang ở sống ở tại Hóc Môn. Mình ở nhà trọ hả? Chú sống ở nhà trọ. Nên là chú cũng hơi tự ti chút xíu về bản thân mình. Dạ, chú hay mặc cảm. Mặc cảm. Thế hay công việc hàng ngày của chú bây giờ là làm gì? Chú thì chú sống này mấy chục năm rồi. Bây giờ đó thì chú ngày xưa thì chú lấy hàng chú sang ở trên chợ đầu mối, rồi chú đi xe lôi. Mà bây giờ chú lại đi xe Honda, chú bán buôn tự do vòng vòng ở trong Sài Gòn. Ờ, cái thu nhập của mình một ngày nó cao không chú? Thì cái ngày này không nói trước được con. Cái nghề này thì có bữa mình có hàng thì mình lời nhiều, không có hàng thì lời ít. Nhưng mà nó đúng ra là nó có sự sống. Nói chung là sống khỏe. Sống tự do và mình lấy cái phù lao, cái công sức mình ra để mình sống. Rồi, năm nay là chú cũng sinh năm 60. Chú sinh 1959. Ờ, năm 9 là cho là 60 là gọi là chú là cũng 63 tuổi ha. 64, 65 63, tuổi. 63, 64 tuổi. Rồi, thế thì hôm nay chú muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào nè? Chú tìm một người người bạn đời là đồng hành với mình, dựa lưng với nhau, chăm lo cho nhau và cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Người đó thì độ tuổi khoảng bao nhiêu chú? Độ tuổi thì chú không có nói được, là vì cái người đó phải đồng quan điểm với mình, hiểu mình và sống với mình. Có nghĩa là tùy duyên. Dạ, tùy duyên. Không quan trọng tuổi tác. Không quan trọng tuổi tác. Thế ví dụ như cô nào 70 được không? Cũng được, nếu mà người ta thương mình thật sự.
Nếu ví dụ như chị nào mà khoảng 30-35 mà cảm thấy thích chú và mến chú thì đến với chú được không? Không, chú không thích mấy cô trẻ tuổi đâu. Vậy sao chú nói là tuổi tác không quan trọng? Thì mình nói là nói hình thức là nó cũng tương đương với mình chút xíu. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Thì nó từ khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu? Từ 50 mấy đến cỡ chú. Chú cần người đó phải giàu có không? Kinh tế điều kiện ổn định không? Hay là người bình thường thôi? Chú cần người đó là không cần phải có kinh tế. Vì cô ta có nhà, thì nhà đó là nhà của con của cô ta. Chú đến lúc mà chú nằm xuống á, nút áo chú không mang theo được. Chú chỉ cần người đó là thật sự yêu thương mình, cùng nắm tay mình chăm lo cho nhau tuổi già. Thế mà bây giờ thì cô đó mà không cần giàu có thì điều kiện cũng khó khăn, mà bây giờ chú cũng đang khó khăn, thì liệu chú về chú có lo được cái cuộc sống cho người ta ổn định không? Bây giờ chú cũng thành thật chú nói, cuộc sống này á, thì nó nếu mà chúng mình không làm á, thì không bao giờ có được. Chú chỉ cần cái người đó cùng chung tay với chú về buôn bán và chăm lo cho nhau. Nghĩa là hai người về cùng làm ha? Cùng làm, cùng sống. Nếu mà ví dụ mà cô đó lớn tuổi, ví dụ như mà khoảng tầm 60 ngoài đi, thì con nghĩ là làm nó cũng hơi khó chút xíu, mà là thu nhập nó không đáng bao nhiêu, thì liệu chú ngắm chú có thể bao nổi bây giờ đó thì thí dụ nếu cô ta có điều kiện mà ở cái đất Sài Gòn này, chú thích cái người nào cùng chúng chung sống với chú ở trong Sài Gòn này? Là vì thí dụ cô ta làm ít cũng được, phụ chú đó, rồi đau lưng với nhau, chú kiếm chú đàn ông thì chú làm nhiều hơn, đau lưng với nhau mà sống đó, rồi tích lũy ra đó, rồi có để về già mà có một cái số tiền để mình chăm lo cho nhau. Thế thì chú làm trong thời gian vừa qua chú có tích lũy được ít nào chưa? Chú thì nó đúng ra chú cũng có, nhưng mà chú ít thôi. Là chú cũng tuổi về già, chú có một số tiền để mà chú lo cho bản thân mình. Nhưng mà con sợ là mấy cô cũng lớn tuổi rồi, bây giờ về làm cũng khó lắm. Bây giờ quan trọng người ta chịu làm hay không. Giống như có cái cô mà trên kinh con nói là chỉ có làm biếng thì mới đói thôi. Chỉ sợ cái tội làm biếng thôi. Bây giờ ví dụ như con bảo ví dụ nha, cô nào khoảng tầm 60-62 đi, thì bây giờ về thì chú sẽ sắp xếp cái công việc gì cho cô ấy làm? Bây giờ đó thì cuộc sống này á, thì mình không thể nào nói trước được. Cùng nhau về chia sẻ, cùng nhau mà tính toán làm ăn đó, rồi mà cùng nhau mà bảo vệ cho nhau trong cuộc sống này. Thế nhưng mà cô nào có nhà cửa sẵn mà muốn gọi là đến với chú, thì chú có đồng ý tới nhà cô đấy ở dễ không? Chú cũng có thể là nếu mà cái người đó ở Sài Gòn thì chú dựa cái vách tường Sài Gòn chú sống. Chứ nhà thì của cô ta thì để cho con cô ta, chứ chú không có nhào vô chú hưởng cái gì đâu. Chú nghĩ là quan trọng là mình yêu thương nhau và chăm lo cho nhau. Ý là mình ở thì mình ở thôi ha. Ở để mình làm ăn thôi. Đó. Ăn. Thế thì chú cần cái người đó tính cách là thế nào? Người đó thứ nhất là không cờ bạc. Hiền, không cờ bạc. Chịu khó. Chịu khó làm ăn. Chịu khó làm ăn. Nhan sắc làm sao? Thì nó đúng ra cũng tạm mà tạm được chút xíu, là vì chú sợ tệ quá thì về 31 con mình á nó cười chú. Còn nếu ví dụ mà cô nào không có nhà là bây giờ ở trọ, là về nhà chú ở trọ luôn, hai người ở trọ cùng nhau? Nếu mà cô ta không có nhà thì cùng về nhà trọ, cùng đau lưng nhau sống.
để làm gì, làm mà để mà sống bao bọc cho nhau, hai người ở trọ cùng nhau. Dạ. Nhờ một cô chú đi ở trọ nó cũng vất vả nhỉ? Không có gì vất vả hết. Dạ. Quan trọng là mình dám sống hay không. Đúng rồi. Quan trọng là mình làm nó siêng làm hay không ha. Dạ. Căng nhỉ. Nhưng mà chú là ở về cũng được, nhưng mà không có nhà thì ở trọ, không sao hết. Đúng vậy. Thí dụ có một cái chỗ mình bám ở Sài Gòn thì nó tốt, mà không có thì hai người cùng nắm tay nhau. Dạ. Yeah. Bây giờ chú làm thu nhập nó cũng ổn định mà đúng không? Nó đúng như cái nghề này thì không nói trước được, nhưng mà nó đúng ra là nó dễ sống. Trong cái đất Sài Gòn này. Buôn bán ha? Buôn bán, tự do. Hôm nay chú nghỉ bán một ngày hay sao? Hôm nay chú nghỉ, chú sống nghề này chú thoải mái lắm. Nghĩa là thí dụ mà mình nhắm hàng quá mà nó có điều quá thì mình bán nó lời cao chút xíu. Còn không có thì mình nghỉ. Thoải mái ha? Nó tự do con. Chú làm mấy chục năm rồi à? Chú sống nghề này thì nó cũng ra là hình như trong máu chú là 40 năm nay rồi. Đúng nha, mà làm 40 năm bây giờ chú phải để dành được nhiều tiền lắm rồi chứ. Không, cái đó là cái nghiệp của chú. Ngày xưa chú làm dữ lắm. Chú làm. Nhưng mà bây giờ là chú bị vớt ngựa rồi sụp đổ á. Rồi chú cũng không trách ai được hết. Cho nên nhiều lúc đêm về nằm á thì nó buồn. Là mình thấy mình cũng là người mà chịu làm, chịu sống. Mà giờ phút này mình nằm trong cái nhà trọ mình thấy mình cũng đau lắm. Đúng rồi, mấy chục năm nay chú làm mà không có ăn chơi, không nhậu nhẹt, không có gái gú thì tiền phải dư nhiều lắm rồi á chứ. Không, cái đó là cái nghiệp của con ơi, không đâu nói hết được đâu. Chứ mà nó liên quan tới người vợ của mình hả? Không, cái đó chú không dám nói, thì bây giờ nó đã giải phóng cho nhau rồi. Dạ. Cho nên chú không thích nói về cái quá khứ. Rồi. Bởi có nhiều người ta cũng thắc mắc, và chú cứ nói là chú siêng làm ăn mà 40 năm nay bây giờ vẫn đi ở trọ, thì người ta đã đặt ra một câu hỏi là tại sao? Nó nhiều. Vì mỗi người một hoàn cảnh. Mình không nói về người nào tốt, người nào xấu hết. Yeah. Nhưng mà thí dụ bây giờ khi mà hết nợ với nhau á thì đành phải chịu vậy thôi. Mà nó đúng ra cô ta ra đi á, chú cũng chia ra cho cô ta, và cô ta cũng cho chú được hai đứa con đó để nối nghiệp dòng máu của cha mẹ lại, để lại thôi. Bây giờ giải phóng cho nhau được thì cũng là cái tốt rồi. Bây giờ chú đến tuổi này chú thấy là mình lớn tuổi rồi, nhiều lúc bệnh đau không có một người bạn kế bên, lúc chén cháo hay là thuốc men mình đi bán về mệt mỏi. Yeah. Thôi mình kiếm thêm một người bạn nữa. Yeah. Mà cầu xin làm sao được cái người đó sống thật. Rồi sao chú xem chương trình anh em của tụi con lâu chưa? Chú coi kênh con từ hôm mà cũng mấy tháng nay rồi. Mấy tháng nay rồi. Mà chú ngại lên kênh thôi. Ồ, thế hôm nay mình quyết định sao mình lên kênh? Vì chú nghĩ là bây giờ đó mình không đi lên á thì mình không tìm được. Cho nên phải lên để tìm. Rồi thế bây giờ anh chú lên đây chia sẻ nãy giờ thì các cô các chị cũng hiểu một phần về hoàn cảnh của mình rồi. Để kết thúc chương trình thì chú có lời nào muốn nhắn gửi tới các cô các chị không? Thì chú cũng lên chương trình thì chú cũng muốn tìm được cái người tốt thật, sống thật đó đến với chú, rồi cùng nắm tay nhau mà lo lắng cái tuổi già này rồi. Cho nhau. Dạ. Rồi hôm nay anh em tụi con sẽ ghi nhận câu chuyện của chú nhé. Dạ. Sẽ có hướng để giúp cho chú tìm một nửa yêu thương theo đúng cái tâm nguyện của mình. Dạ. Thì hôm nay chú lên đây chú có cam kết tất cả những thông tin chú chia sẻ là đúng và chú chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Chú nói thật mà nói, chú là chấp nhận cho tụi con lên hình mà rồi. Những thông tin này là sự thật hết. Chú có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của chú để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý không? Chú đồng ý. Rồi, cảm ơn chú. Rồi thay mặt anh em ở đây cũng xin chúc chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt
sớm tìm được một nửa yêu thương theo đúng cái tâm nguyện của mình chú nhá. Dạ. Rồi bây giờ cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Dạ. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Dạ, cảm chào thưa. Dạ. Cô uống tình trạng bệnh cô của cô thế nào rồi? À, của cô thì được 73 rồi. Ờ, được 7 phần rồi hả? Ừ, 7 phần rồi. Cô uống được mấy chai rồi? Thì cô mới uống 2 chai hôm nọ đấy, còn 2 chai hôm nay thì là hôm nay cô mới uống được có một nửa chai của hai cái chai thứ hai này. Còn hôm trước thì tình trạng của cô như thế nào? Ờ, hôm trước thì đấy, như hôm nay cô bảo đấy là cô uống, bắt đầu cô uống cái chai đầu tiên thì là 7-8 ngày thì là nó lại đau nhiều lên. Dạ. Ừ, nó đau nhiều lên xong là bắt đầu là từ từ rồi là nó mới dịu xuống, xong bắt đầu là uống đến chai thứ hai thì là bắt đầu là nó dịu dần. Ừ, cô bị đau ở chỗ nào? Cô bị đau ở chỗ nào nhất? Cô đau là ở cái đốt sống lưng này. À. Xong là nó đưa xuống bên mông này, xong rồi nó đưa xuống đằng sau cái đùi gối đấy. Dạ. Yeah. Rồi thì hôm nay đi rất thoải mái, ngồi dậy đứng lên rất là được hết rồi bên này. Cái thứ nhất với cái thứ hai nữa là đêm nằm nó cứ mỏi hết người thế này, là người ta thì nằm ngủ chứ mình cứ phải lang thang vậy vì đi lại chứ không nằm thì yeah. bây giờ là làm được từ cứ đi tập đi tành về là khoảng 9-10 giờ là đi tập đi thể dục khiêu vũ chứ gì, về là 9-10 giờ về là uống nước rồi nghỉ ngơi là nằm ngủ đến sáng rồi. Ồ, vậy là tình trạng nó bớt khá nhiều rồi hả cô hả? Ừ, bớt thì được 70 rồi. Dạ, yeah, ô vậy quá tốt rồi, con chúc mừng cô nhá. Rồi, con chúc cô mạnh khỏe ha. Thế cô cảm ơn nhá. Rồi, con chào cô. Thế cô cũng chúc quan là bán được hàng để cho nhiều người uống khỏi bệnh thì buôn may bán tốt nhá. Đúng rồi, cô uống tốt, cô cứ giới thiệu cho con nhá. Rồi, con chào cô. Cảm ơn. Dạ. Yeah.